Sao bữa nay mình thấy mình nề não mà mình cao vậy? Không như vậy. Cứ hồn cái dai mẹ để chút xíu rồi mày mẹ đứng với chị lơ rồi. Hello mọi người. Mọi người đang xem like cho em nha, xin một chấm thả tim này. Nếu chị nào thấy em đẹp gái thả tim này. Mấy chị khen mình đẹp dữ quá nên là lượm đồ bán rẻ con ơi. Tương tác chị ơi, trời ơi, tự nhiên thả tim rồi đi ngủ trời, thả tim rồi phải mua đồ nha chị Lê Son. Để hàng Quảng Châu mua bán không, bữa nay mấy chị mua hàng Quảng Châu cao cấp cho mấy bé đi du lịch. Đừng đụng vô cái like của cô. Chấm tương tác giúp em nghe đi các chị ơi, chấm tương tác, chấm tương tác. Lên đồ đẹp đi con. Hú hú bóc đồ đẹp, lấy mình chip trước đi. Hoặc hoàng lên cho tụi con mát đi. Các chị ơi, comment giúp em chia sẻ comment những cái đồ nào chị em mình đang cần nha. 59.000 chiếc nha các chị ơi, 59.000. 59.000 là chiếc. Chiếc mới về nhưng mà giờ nó cũng hết rồi. Giờ còn con đọc số thì còn số mấy không? Đây các chị ơi, Hello Kitty nha, hàng của BB. Hello Kitty, hàng của Hello Kitty luôn. Trời đẹp lắm luôn nha, 59.000 ba cái như thế này. Đó, 59.000 ba cái gì chi nó chưa được 20.000 một cái nha các chị. Rất là đẹp, chắc phải cực kỳ xịn luôn. Đó. Đây. Cao cấp nha, đủ màu. Bây giờ nghe còn size 101 đến 150 và 101 đến 150. 108. Và 2 lóc 108 một lóc 109. Được chưa? 59.000 cho em nha. Chị nào đã chip kèm chip cho em nghe nha, chị kèm chip cho em nghe. Cho em một lượt chia sẻ nha chị ơi, lên bài cho em một lượt chia sẻ các chị ơi. Thả like, thả tim, chị nào lấy chip trước nghe chip nha. Lên chip một lần nữa rồi nghe qua lượt. 59.000 một set 3 cái cho em nghe nha chị ơi. 59.000 3 cái. Một set 3 cái cho em nghe. Rồi chị lấy chip trước nghe chip nha. Lên đồ bộ con ơi.
lên 35k. 35k tôi bán chứ bà 10k luôn đó. Hỏi con phải 35 đâu bà cơ 35 chi. Đây tôi bán áo 10k này. Đó. Áo 10k nha các chị nào áo hàng Quảng Châu em nha, bán cho các chị 10k tương tác thôi. Đó, size từ 20 đến là 25 26 con. Đấy, 10k chứ cần gì bán 35. Nghe chào Dương Cẩm Tú. Lấy gì nói chị nghe lên cho nha em Dương Cẩm Tú. Đẹp lắm áo hàng Quảng Châu. Đẹp quá trường đẹp luôn, lấy set này nọ con, lấy set đồ, trong váy đồ này nọ luôn. Đó. 35kg hả? Trời ơi, bóc bẻ hàng 35kg đây. 35kg đây. Rồi, 25. 25 đến 35kg set nha chị ơi. Set cô gái 25 đến 35kg. Cái quần này là quần ống lê. Quần ống lê cho em nghe. Đó. Đẹp chưa? Rồi 75.000, chị nào lấy 75 chút nghe 75. Set cô gái, hàng thun lạnh. Tiếng ơi cùng đứng dậy liền. Mày bán hàng chị Ngân lấy đồ mà sao con ngồi đó chị Ngân lấy đồ được. Rồi 75.000 các chị ơi. Đây set nha các chị ơi, 75.000. Set quần ống lê cho em nha, quần ống lê cho em nha. Đẹp tuyệt vời. Cô gái đó có nhận không? Chỉ có size đại 25 đến 35 con, 36 con cho em nha. 25 đến 35, 36 con. Đây. Sale cho các chị bộ này luôn. Tuyệt vời nha. 45.000, xỉu nha. 10 con đến 18 con. Hàng cô tông chính phẩm loại 1, 45.000. Đẹp bá cháy luôn, chị nào lấy. Bộ này 45 chút nghe, 45 cúc. Cúc xanh nha. 10 con đến 18 con cho em nha. Đây. Cô tông chính phẩm nha các chị ơi, cô tông chính phẩm. Bây giờ còn size gì em nghe bán size đó. Khi nào chị nào có yêu cầu em nghe sẽ bóc nhanh. À. Trời ơi. Cho coi set đại. Rồi ok, lấy set. Set. Set chân váy hả con? Đúng rồi. Nhí đại luôn, cái này có nhí đại luôn này các chị. Lấy màu khác, mấy cái set này có màu khác như này nè. Đó. À, cúc xanh. Cúc xanh 30 kg không có nha, chỉ có nhí thôi, 10 con đến 18 con. 10 con đến 18 con. Đây, 30 kg có nha. Đây màu xanh than này. Có chip bên trong luôn. Đẹp chưa? Quá trời cưng luôn, hàng cô tông chính phẩm loại 1. Hàng cô tông bóc bê cha luôn, chuẩn bị hàng bê cha luôn nha con. Đẹp xỉu nha các chị ơi, đẹp xỉu luôn cho em nha. Cái này mà mặc đi học đi chơi. Đi sinh nhật đồ là hơi bị đẹp đó các chị, rất là Hàn Quốc luôn. Đây. Đó, nhí đại nha các chị ơi, nhí đại. Đại tới 30 kg, 32 kg được nha các chị. Rồi, chị nào lấy chốt nha với giá là 80 90. Sale luôn 80 90 100 101 á. Bây giờ 80 90. Rồi, bộ việc. Vàng luôn. Vàng luôn, 80 90 luôn. 80 90 cho em nghe luôn. Đó. 80 90 luôn nha các chị. Vàng, chị nào lấy vàng chút vàng. Có chip bên trong luôn các chị ơi, 80 90 luôn. Đẹp xỉu nha. Rồi 80 90 cho em nghe. Vàng, nhí đà luôn. À lấy em bộ lê 25 kg, lê 25 kg cho My Huỳnh này. Lê. Đây, bộ này luôn con, My Huỳnh. À, cô gái đó, đó size đại. Cô gái nào em? Đây hả? Lấy cô gái này hả? Size 35kg đúng không em? My Huỳnh, My Huỳnh, ẩn comment rồi, lấy điện thoại ra cho con. Đây đúng không? 75.000. Đây em. Cái này chị đang lên là size đại này. Size 35, 36kg cho chị nghe này. Đẹp chưa? Đấy. Quá rồi cưng luôn. Ống lê nha các chị, ống lê này. Đó ống lê nha. Co giãn thoải mái mà chất nó rất là mát luôn. Chị có với giá 75.000 hút liền các chị ơi. Mấy bữa nay em đang cần tiền để chuẩn bị em đi dự thi hoa hậu. Thôi cho Hồ Khánh thi luôn. Dạ chị. Hồ. Dạ chị nè. Hồ Khánh thi luôn. Rồi chị nào lái trước nha. Đây. Ra ngoài đây có nhí đại cô này.
Ngồi này, nhí đại cuồng. 50k được không? Bỏ quên nha, không có chị dán nha gái. Nước mới được. Đây các chị ơi, bộ thể thao màu đỏ nha, màu đỏ nai, nhí đại cho em nha. Đó, nhí đại cực kỳ cưng luôn nha. Trời ơi, xỉu nha. À, 85-95 luôn. Đó, tất cả bộ thể thao thì nó đã 100 rồi. Có người nhắn bởi vậy, là... muốn đậu đời. Muốn đậu đời. Nên bây giờ mình sẽ xẻ kho, mình nhận tiền, mình đi thi hoa hậu. Nên là rẻ lắm luôn, không để bán, để bán. Có cục sạc, tỏ nai nhí đại luôn các chị ơi, 85-95. Đây, chị nhí đại cô. Ủa, nó khóc vô chưa? Đây. Lê Lê, có đồ đẹp băng không? Có nha. Tiếng ơi, sao con đụng vô cái like của mẹ vậy? Con đứng dậy liền. Mẹ đang thông thiền để làm hoa hậu nha con. Nai đỏ mà 30kg cho Hồng Nguyễn. Nai đỏ con, nai đỏ. Nai đây. Nhí thôi, bóc một lít đi xe đại con. Con gửi chưa? Trời ơi, khách hàng thân thiết mà. Tình bạn thân thiết, thân thiết. Chị Hồng Nguyễn ơi, cho nghe số điện thoại nha. Tay nằm nè. 10, 11, 13. Tình bạn đôi năm tích cách thật lâu. Đây, nhí đại cô nha. Đầy đủ nhí đại cô cho mẹ bé luôn. Mẹ và bé luôn các chị ơi. Trời ơi, nó đẹp. Hả? Phát phê vô lại đi con. 95. Hồng Nguyễn, kiểm tra Hồng Nguyễn. Vậy hả? Hồng Nguyễn. Có địa chỉ rồi á. Em inbox lại địa chỉ giùm chị em. À, inbox chấm giùm chị cái. Hồng Nguyễn đây đây đây, phải không? Trái tim màu xanh không phải. Cho chị nghe Hồng Nguyễn nhiều quá, nó hiện lên quá trời Hồng Nguyễn mà không biết cái face nào của em ấy. Tâm Lê. Cái đầm vàng sau lưng. Trên hả? Đây. Lấy hết rồi con. Đây đây đây, nghe đang lên mã này nè. Đúng rồi, trời từ ngày có hai ẻm nhân vía rất là nhẹ nha. Hai ẻm đẹp gái á. Làm mẫu nữa, trời nó sướng sao mà sướng luôn, nói chung là thiệt, sướng thiệt. Ở sau có khó kéo nhân nhí đại cô, nhí đại mẹ luôn. Cái set này mới về nha chị. Rồi set này mới về. 100, 101, 103 luôn. 100, 101, 103 luôn. À, nhí 100, đại 101, cô 103 nha. Cô là size mẹ đó các chị. Đẹp tuyệt vời nha. Size tới 65kg đó. Có thể thao của mẹ không? Có thể thao của mẹ nha. Có thể thao của mẹ luôn. Tùy theo cái màu mình chọn thôi. Đồ thể thao của mẹ có luôn nha. Nhưng của mẹ thôi, còn hai đứa bé kia là chắc không có. Đó, đẹp chưa các chị ơi? Rồi chị nào lấy chút nghe, đầm nha. Treo đầm này lên, rất là đẹp luôn, mới về. Nói chung là mới về nha các chị. Có vải lót bên trong này, hàng cực kỳ xịn luôn. Hàng cực kỳ xịn luôn, màu này đang rất là hot. Nhí là 10 con đến 25 con. Còn bé là từ 26 con đến là khoảng 40 con luôn các chị. 42-45 con đến là khoảng tầm 65 con cho em nghe. Nha, em nghe mặt vừa dạ. Rồi chị nào lấy đầm này chút nghe, đầm tầng. Đầm tầng cho em nha. Đầm 40kg cho chị Hồng Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn ơi, lên số điện thoại giúp em đi. Chị Hồng Nguyễn lên số điện thoại giúp em nha. Đầm 40kg. Xe đại, để em cho chuyển cho xe đại luôn cho chị nha. Đây. Phôm nó to lắm.
16. Còn đây là 10 mấy? 10 này. Cái này xe đại này. Rồi em cảm ơn chị. Em nhận được. Rồi. 16 này. Ủa? Size số 10, size số 10. Bóc lộn rồi. 16. Đây chị, trời ơi, nó thiệt 45kg luôn, đừng nói 40kg nha. Không Nguyễn. Đây nè. Số điện thoại rồi nè. Rồi không Nguyễn có rồi. Lên đây nè. 35kg. Đây nè, lấy một size nhỏ hơn một size, size 15 thôi. Size 10 này cũng phải 45kg. Trời nó chưa về, em chưa bóc được luôn. Phải 45kg cho em, 40kg em phải nhỏ hơn một size chị Hồng Nguyễn. Đẹp quá chừng luôn. 45kg luôn nha. Rồi, trời ơi. Trời ơi, đẹp chưa? Con quỷ đó giờ ta đang bán hàng nha. Giờ ta đang bán hàng mà nó còn ghẹo cho được đó. Cái này là 101 con, 101 nha. 101 cho em nha. Rồi chị Hồng Nguyễn có một nha. Rồi chị lấy cái đầm này chốt nha. Phun to cực kỳ luôn. Đầm đó có mẹ không có luôn, ốc phun trên. Đầm mẹ chỉ có 130, đầm bé 100, đầm độ đại 101 và đầm cồn 130 nha. Đẹp tuyệt vời luôn, em nghe mặt lên xinh lắm. Mặt thì giống hoa hậu nữa. Ngại ghê quá. Không mà nói thiệt, nghe nó giỡn thôi nhưng mà cực kỳ xinh nha. Cái mã này cực kỳ xinh nha, ốc luôn trên. Lên liền, mới vừa sắc thì size đại nó lên tới 45 con, hồi nãy nghe nó 45 con mà nghe bóc lên phải 45 con chứ hồi nãy không phải 40 con đâu các chị. Phải đẹp luôn. 65kg ok, lấy size lớn nhất nha. 65kg nha. Rồi, ốc phun trên luôn. Đẹp tuyệt nha, lấy biết lên bé gái. À, bé gái em nhiêu ký? Bé gái em nhiêu ký thì nghe bóc luôn em ơi. 130 mẹ sao? 26 này, 26 này, 65kg này. À, bé của em là bao nhiêu ký? Bé em 20kg phải phun trên. Lấy đi, nghe nói thiệt đẹp tuyệt vời luôn. Ừ, ốc phun trên 130. Lấy xe nhí cho bé là bé 20kg phải không em? Lên lại chị nghe số ký cho chị lấy chi chính xác nha. Cái xe riêng xe nhí đâu rồi. Hàng mới về đẹp lắm luôn, cái chất vải này nọ, trời ơi, hai chị, hai mẹ con mà đi cà phê tà pháo này. Cho em xin thử, đưa đây, đưa đây. Đây, đẹp quá chừng luôn. Xếp 35kg. Rồi, để chị nghe lên xếp 35kg nha. Đây, đây này nó to lắm luôn em. Đẹp kinh khủng luôn, mặt lên như thế này là không chịu nổi luôn á. Đây đó, được chưa, quá trời đẹp luôn nha. Cái bảng màu nó phối cực kỳ luôn đó. Ok giùm chị nghe nha em gái. Rồi bỏ vô cho ốc phun trên đi coi. Rồi đầm cho em nghe, đầm cho em nghe. Có lấy cho bé không chị, nghe chốt cho bé luôn. Có lấy cho bé giùm chốt không nha. To cực kỳ luôn, vải bao xịn, 130 bao rẻ luôn. Đang lấy xem mà cho đây dễ không nè. Em lấy cho cái bé không? Em lấy bé không? Để chị nghe lên cho lên đồ thể thao. Đây. Lên đồ thể thao đấy chị ơi. Nhí đại cồn, thành thông hơi. 101, 102, 130 các chị ơi. Nhí đại cô cho em nghe. Đẹp xỉu luôn á. 101, 102, 130 cho em nghe. Có trang rủ của mẹ con. Cái đó mình đi ra mua ơi. Không một người của ai. Đồ ơi, đẹp chưa? Bu ma hàng thông hơi. Nhí 101, đại 102, cô 130. À, nhí là 10 con đến 25 con, 26 đến 45 con, 46 đến là 76 con nha. Rồi chị nào lấy trước nha, cái mã này bu ma nha, thông hơi. Chị nào thông hơi chút nha, thông hơi. Bóc cái màu này xám luôn cô con. Phương Trinh có lấy cho bé không? Lấy cho bé thì comment nha. Ủa em lấy mình mẹ không hả? Không có lấy cho bé hả? Xám, xám size đại, nhí đại nha. Nhí đại cho nghe. Rồi, xám nhí đại nha chị ơi. À,
À, chị nghe có đồ dài bé trai 27kg không? Có luôn Thanh Tuyền ơi. Đồ dài bé trai 27kg, lấy cái mã này đi. Đây. Lấy mã này em ạ. Xám luôn nha các chị xám. À lấy đồ lên, đồ 35kg chốt đơn. Lấy set bộ 35kg. Rồi đây nha các chị, lấy đồ bộ nha, lấy đồ bộ được không? Lấy đồ bộ đùi á, lên bộ đùi cho. Đây, chờ chị nghe một xíu đi. Ủa chờ ở nhà làm gì, chờ một chút cũng được nha. Đây, rồi bây giờ nghe nói thiệt luôn, nhí đại 6575 luôn. Hàng thông hơi, cái này nghe nói thiệt rồi chưa, bao đẹp luôn, hàng mới về nha. Đây, trời ơi, bao ống luôn nè, nhí đại. Nhí của nó là 10 con đến khoảng tầm 20 con nha các chị, 22 con đến làm tầm 28-30 con nha. Rồi chị nào lấy chút nha mẹ này. Cái này là người gì? Batman. Batman nha. Batman. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. Bộ dài nha. Ngố hả? Lấy ngố hả? Lên đầm luôn rồi con. Lấy đầm vàng đồ đó con. Đầm xanh hả? Lấy lửng hả? Là lấy ngố đó hả? Mình còn ngố không con? Lên 30kg. Ngố nhưng mà bây giờ ý là ngố lửng 35kg nha. Hết đó, tạm hết đó. Lên nó gì? Đây đầm này các chị ơi. Đầm nha, đầm. Đẹp quá chừng luôn, vàng nha. Hàng cô tông chính phẩm loại 1 luôn. Hàng cô tông chính phẩm loại 1 nha. Đó, size đại các chị ơi, size đại lên từ 25 đến là 45 cân luôn. Rồi chị nào lấy mã này 101 nha các chị. Em xe cho các chị 101 luôn. 101 nha, cô tông chính phẩm loại 1, đầm phong suông nha. Đầm phong suông cho em nha, màu vàng. Rồi. Lấy bộ ngố Doraemon đi con, bộ ngố Doraemon á. Rồi, bộ này là màu xanh nhí đại luôn, 100-101 luôn các chị ơi. Xanh, hàng cao cấp nha các chị, đúng rồi. Bộ á. Rồi, chị lấy trước nha. Doraemon, Doraemon. Không, bé em phải ghi size cổ á. 35kg là bé là phải, bé nó ốm mà, nhưng mà nó cao mà. Phải lấy xe lớn chứ, 35kg là rộng chặt á, lấy bộ đùi màu nuôi. Đây nè, bộ này đẹp rất đẹp, đẹp luôn nè. 101-125 mẹ. Đây. Đó, 25 đến là 35 con nữa chị ơi. Đẹp chưa đùi nha. Lấy cái đầm xanh hả? Ok, lấy một cái đầm xanh 35kg. Lấy cái đầm xanh 35kg. Cho cô lấy nha. Cái đầm xanh này đẹp lắm luôn nha. Lấy 35kg đúng không? Đây 35, lấy số 15 thôi con. Bé nó cao mà, đúng không? Cao ơi, thấy nó cao mà. Mặc đồ thấy da cao quá chừng. Rồi lấy cái đầm 35kg đi. Rồi 101 con. Rồi bộ luôn các chị ơi. Bộ này đứng đó, đây. Ừ, không, cái đó, đây nè. Rất là đẹp luôn. Mấy anh mà ốm ốm mặc cái máy siêu hôm đơm này á là không có ốm được. À, lên thể thao mẹ 65kg, bộ thể thao mẹ lấy size XL. Đúng không? Size XL, cho lấy size XL. 65kg là size XL, như size L. Không, chắc kiểu mặc size L thôi. Lấy size 2 size XL với L. Coi cái nào đẹp lấy. Nè.
Trời ơi, đẹp chưa các chị? Đại nha, đại cô 101-125 là của mẹ. Còn 101 là size đại luôn các chị ơi. Hàng cô tông chính phẩm loại 1 nha. 25-35 con. Xếp mặt thử coi. Tôi to lắm, tôi tới gần 70 lận. Tôi mặc 2XL. Rồi chị nào lấy màu này là màu nu nha. Chị nào lấy nu chút nha, nu. Màu nu các chị ơi, màu nu. Đây nè, lựa. Bây giờ nghe đang bán, nghe không có thử đồ được. Đây nè, màu đây nè. Đó, nữ mặc màu đây cho nghe nha. 85 ngàn. Bao rộng, bao đẹp luôn. Size XL 85 ngàn nha. Đó, đẹp chưa? Màu xanh này, màu xanh này là gái mặc được nè. Không đúng không con? Con lấy mấy cái màu gái á. Rồi, đây xanh đây nè. Một đô đây nè, màu đô này mày phải lấy cho tôi nha. Tôi đang mê cái màu này nha. Mà do bữa nay hơi mập á, mặc lên nó hơi có ôm. Đây, đó, màu này rất rất là đẹp luôn. Mà cái quần của nó nè, trời ơi, xinh dễ sợ luôn. Cái màu đô này rất là thích nha. Màu đô này rất là đẹp luôn các chế ơi. Không, cái đồ này là bé gái bé trai mặc được luôn. Cái đồ này là bé gái bé trai mặc được luôn. Trai gái mặc được, tùy theo màu mình chọn thôi nha. Đáng bí tâm ở sát nhà rồi đó, nó mặc đồ này không như đồ gì. Đồ mày mặc trẻ trung nha. Hả? Cô Liên mắc cục hóa. Cô Liên đẹp có. Rồi, đây là đô. Màu này là màu đô nha. Lấy màu đô đó đi. Màu này nữa nè. Đó, bà đi đâu cũng được hết á. Màu này là màu cù vịt nha. Màu cù vịt cho em nha. Đó, nô nô. Đã nô nô đâu vậy là nghe hết cái mã này rồi. Chỉ có mã này là mặc đi gái đi trai mặc được không. Còn không mua đầm giấy nha. Mua đầm mua giấy cho tôi nha. Ngon vậy, con chở cho cháu đi học đi. Chở em đi học đi. Dạ, con cần. Con đây xẻ đồ đá banh. Em xẻ đồ đá banh đây cho các chị nè. Chị đã lấy đồ này, em xin cho các chị 80 ngàn. Giá rẻ cực kỳ luôn. Bao giấy cho các chị luôn. Lên xếp 35k quần dài. 35k một quần dài thì nghe có một xếp đó thôi. Chỉ có quần đùi thôi. Còn quần đùi 35kg lửng. Lửng lấy đô đôi môn đi con. Sao nó lấy đô đôi môn mà không lấy. Đây con. Đây gái ơi. Lửng này. Lửng hàng của Lido nha. Đây, hàng cao cấp Doraemon các chị ơi. 120-140, đại và cô và đại và cô, size mẹ và bé nha. Size đại và size cô luôn các chị ơi. 120-140. Rồi hàng Lido cho em nghe, hàng Lido hàng cao cấp nha. 25 đến 35 con, 4 37 38 con đến 65 con cho em nghe. Doraemon, Doraemon mặc là trẻ đẹp lắm luôn các chị. Đẹp nha, Doraemon. Rồi em xem mã này cho các chị này, 80 ngàn nha. Thể thao, thể thao. Cái này là 60-65kg này. 60-65kg. Đó, hàng thể thao Adidas nha. Adidas cho em nghe. Các chị có thấy chị nó chữ ẩn không? Nó chối anh đi hả? Đó, rồi thể thao. Chị nào lấy thể thao chút nghe, thể thao này. 40 đến là 65kg nha. Màu đỏ này.
rồi màu xanh ngọc nè, rồi màu ngọc luôn các chị ơi. Đó, thể thao là mặc mấy màu nổi này cho nó đẹp nha các chị ơi. Rồi ngọc luôn các chị ơi, chị nào lấy ngọc, ngọc 45kg đến là 60kg, ngọc còn hai bộ à. Cam Buma, cam Buma này các chị ơi, nhí đại cô, nhí đại cô cho em nghe nha, thông hơi luôn các chị, thông hơi luôn. Cam, chị nào lấy cam chút nha, cam được 60kg vừa nha, có 60kg nha Hồ Khánh Thị, đẹp tuyệt vời, mặc trẻ trung lắm. Đấy, đẹp chưa? Rồi 100, 101, 102, 103 cho em nghe nha, thông hơi. Rồi, Buma, chị nào lấy Buma chút nha, Buma cam nhí đại cồn. Buma các chị ơi, Buma cho em nha. Rồi kêu bộ đó luôn cô. À, lấy cái phép nè, phép đây nè. Hàng cao cấp nha các chị ơi, hàng cao cấp cho em nghe. Áo crop top nha các chị, áo crop top hồng. Quần nó như thế này, đẹp kiểu chưa? Đó, rồi em sale 69.000 luôn. Rồi chị nào lấy 69 chút nghe, 69 đẹp tuyệt vời nha, 10 con đến là 16 con, 10 con đến 16 con cho em nghe, đẹp xỉu luôn các chị ơi. Bộ này mà mang đôi dây lên nữa là cực kỳ đẹp nhất cái nách luôn. Chất vải nó hàng cao cấp luôn các chị ơi, chất vải hàng cao cấp nha, 10 con đến 16 con. À, 4 mẹ con không được, chỉ có 2 mẹ con đại và cô, 25 đến là 65kg thôi. Lấy 2 mẹ con nha. Ok thì chị nghe vô, nghe chốt rút kia luôn, lấy 65kg đi. Doraemon lóc kia luôn con. Đó. Doraemon mà, đó váy gì? Còn lóc nữa. Cho bộ 16kg. Chị Tâm Lê Tâm, có bộ nào, bữa nào để chuẩn bị có đó. Có là nghe hú, nghe hú liền liền. Chị lấy bộ 16kg là bộ thể thao hay bộ gì chị? Chị, đây nè, có nè, đẹp lắm luôn. Vậy có lấy Doraemon không, để nghe chốt nha. Nhớ nhớ, có hàng này là hú, có hàng là hú. Bộ thể thao 16kg, thể thao, để em lên thể thao cho 16kg. Không à, rồi ok, 16kg. Đẹp không? Vì là 16kg lấy màu Buma de cam, Buma cam. Cái màu đó sai số mấy con? Số 8 không được đâu. Đây 16kg đây, cho chị Tâm lên. Tâm lên. Tâm lên 101 con. Ủa Tâm lên. Đúng rồi. Đang mặc còn không? À, cái này không có nha, hàng thứ một cái không, đừng nhắc đến lỗi đâu nghe, lên đồ thể thao tiếp thôi con. Đó, đó. Cái này bóc thì nhí thôi con, bóc thì nhí nè. Sao hết được, màu xanh lạ này các chị ơi, màu xanh lạ nha, đang xả với cái giá này là giá xả hết rồi các chị, bởi vì hàng em nghe là hàng cao cấp nha,
chứ không phải hàng thường đâu. Cái này em nghe cam kết với các chị luôn, kiểm tra hàng thì biết cái chất nha. Bởi vì lên trên live thì một là để cái camera em là cái camera bệnh nó không có bắt mắt rồi, mà hà em like cái giá này nữa, cái chuyện nhiều lúc cái chị nghĩ hàng thường không nha, có em nghe bán mình giá này thôi đó, rất là rẻ và đẹp luôn nha. Đây nè, bộ sắc nách luôn, bộ xám luôn nha. Rồi chị lại xám giúp như xám thể thao này, yên tâm cho em nghe cho các chị test hàng hết mà. Thường thường người ta không cho đồng kiểm đâu, bởi vì nó có bộ này bộ kia. Em nghe cam có chị số em nghe không bán trộn hàng, trộn mẫu, loại nào ra loại đó, loại một em nghe sẽ nói loại một, loại hai nói loại hai, và loại đặc biệt em sẽ nói loại đặc biệt, và cực kỳ giá cực kỳ mềm, bởi vì em nghe chuyên săn sale nha. Săn sale còn cái gì em nghe bán cái đó, chứ không phải là hàng giấy hàng nghiêm và đủ xa đủ đi. Rồi chị nào lấy chốt nha. Xám sao con? Bộ hồng laptop này nãy đó chị. À lấy bộ hồng laptop hả? Bộ hồng laptop á, cái quần dài áo cổ á. À vậy là em không có lấy thể thao hả Tâm lên? À bộ thể thao, vậy là lấy bộ hồng nữa. Bộ hồng này là 69.000 này. Cam kết nó đẹp lắm luôn em gái ơi. Đây chị nghe lấy 16 con cho em này. Đó, 69.000, hàng bao đẹp luôn các chị. Những cái thương hiệu này các chị thể có tra lên Google được luôn nha, bởi vì nó là thương hiệu nổi tiếng. Các chị đánh hàng lô đô, nó sẽ lên và lên cái giá cho các chị mua, để các chị so sánh luôn. Và khi các chị nhận hàng về, em nghe cái cam kết với các chị luôn, cái giá là đang giá dưới gốc, nên các chị nhận về mà nói à, bộ này xấu không đúng, trả tiền, em nghe trả tiền cước cho các chị luôn, được chưa? Đó là gì gọi là xả kho, bất chấp rồi cái gì nữa. Đó, đẹp tuyệt vời nha. Bởi vì em nghe nhận đã hàng được chín mấy rồi, 92, 93 em bán 95.000, mà bây giờ em nghe xả 69.000 như thế này, ta nói cực kỳ rẻ luôn nha. Rồi chốt cho Tâm Lê luôn. Tâm Lê ok nha, cảm ơn Tâm Lê này. Rồi Tâm Lê luôn. À, kiểu đó có 33 ký không? Kiểu đó 33 ký đó, số đó luôn cô tôi quăng ra. À, chị Thúy Kiều, em có cái mã này đây, đây mã này, bóc cái mã này nè. Cái gì đó con để đâu? Á, à, hàng rác Việt đồ hả con? Rác Việt rồi á, lấy lên luôn cho. Rác Việt cái mã này nè, hồi bữa mình lấy xuống á. Có, laptop. Laptop có luôn. Đây bây giờ nghe lên cái quần này nè các chị. Em bán cho các chị nha, 65.000. Mà cái size này em nghe nói thiệt luôn, cái này là size đại cô, tới 40 cân luôn các chị ơi nè. Đó, bé gái nha chị ơi, bé gái mà cùng co giãn, 65.000 cho em nghe. Chị Thúy Kiều lượm liền áo này cho này cho em nghe, về em lên áo cho các chị chọn luôn. 65.000 một cái quần sọc riêng như thế này, rất là đẹp luôn. 25 đến 40 con, 45 con cho em nghe. Cái này em nghe không nhận 45 con, lên 40 con, 42 con đổ về đi. Đúng rồi, lấy có nhiều màu lắm, quăng ra đây. Đó đẹp lắm luôn nha các chị, đẹp xỉu luôn. Rồi chị nào lấy chút nha, quần này 65.000, hàng mới về luôn, mới về luôn các chị ơi, rất là đẹp luôn. Bé trai 65.000 luôn, hai cái màu của nó này, ở trên đậm, ở trên nhạt dưới đậm cho em nghe. Rồi 65.000 luôn, 65.000 luôn, túi hộp đồ này nọ luôn, bán bé trai 65.000 luôn. Rồi mã này luôn, em xả này, cái này size đại luôn, đại cô em bán 65.000 hết. Cái này là size nhỏ nha các chị, size nhỏ. Đây, theo này, theo này, theo cho em nghe. Và đặc biệt cái màu của lon này, trên nhạt dưới đậm cho em nghe, đang hot hồn hột nha các chị, mã mới luôn. Rồi các chị nào chốt size từ 15 con đó là 40 con, rồi 65.000. À, cái váy vàng sau lưng, cái váy vàng đây, đây em, đây đây, mã mới luôn. Bé trai 50 ký chị, bé trai 50 ký, chị nghe lên đồ thể thao nha, lên đồ thể thao để chị nghe lên cho, đẹp chưa, quá trời cưng luôn nha. Rồi 100, 101 luôn các chị, này là hồi tối là 101, 102, mà bây giờ nhí 100 đại 101 luôn, đẹp tuyệt vời nha. Nhí đại size tới 40 con, đẹp tuyệt vời, xỉu luôn.
À, cái mẹ đầm hồi nãy có nhí đại cô đó. Mẹ đầm hồi nãy, mẹ đầm đây có nhí đại cô này, sao Liên không lấy? Sai, bác 4 năm mẹ con gì cũng được hết đó Liên. Mặc đi đẹp lắm luôn, đi biển đi chơi đi du lịch là mê chích thò lò này. 4 người mặc mà có một thằng mê đó. Chắc là em xem cái váy vàng sau lưng. À, cái váy vàng sau lưng có 32kg không? Kiểu đó có 33kg không? Rồi. Gì đây, bạn ghi gì đây? Like, đây bán tôi cũng đủ tiền hoa hậu rồi. Vậy hả? Rồi, ok, nghe lên ví trai nè. 32kg, kiểu đó 32kg không có. Lên kiểu khác được không? Cho em thêm cái váy vàng sau lưng tâm lên, em lấy 16kg nha. 100-101, đẹp lắm luôn nha. 100-101, cái màu này mà mặc lên rất là đẹp luôn. Cái hàng của KT nó là KT xịn nha, KT xịn cho nha. Rồi cái này nếu mà lấy 16 con thì còn cái này nè, cái này còn 16 con không con? Đó, cũng 101.000 luôn. Mà giờ chốt còn 2 cái 100.000 luôn, sau này xanh cốm. Đẹp tuyệt vời luôn nha, hai màu. Trời ơi tâm lên đây nè em gái. Đó, được chưa? Rồi em lên bé trai này, bé trai cycle này 50kg hả chị? 50kg mặc size M. Đây, size M đây. Rồi, lên lại mấy nha con. Đây. Rồi, 101, 102. Cái này là 102 nha. Size cô 102, nhí đại cô, nhí 100, đại 101, cô 102. Rồi chị nào lấy trước nha. Đẹp tuyệt vời nha. Đó. Đẹp xỉu chưa, xám. Rồi chị nào lấy xám chút nghe, xám là hàng mới về nha. In trước in sau cho em nha. Nhí đại cô luôn. Rồi chị nào lấy trước nha. Rồi chị Hồ Thúy Kiều ơi, em đang lên đồ bé trai cho chị nha. Rồi chị nào lấy chút nghe nha. Rồi lên đồ thể thao này chị ơi. Rồi lấy hàng cô tông thì nói em nghe, lên hàng cô tông luôn. Đây là lên hàng thể thao nha. Rồi cái này là xám cho em nghe nè. Đen. Rồi em nghe có đen luôn. Rồi có tay hả? Rồi bốc lại hàng có tay Puma đi con, bốc lại hàng có tay. Bộ này thì chị Thúy Kiều lấy một bộ thôi, em nói thiệt luôn, với một bộ về mặc 6 lần sau đừng có mua hàng sách tay này nữa. Em lấy có tay cho em, không chào chị hàng sách nách nữa. Cái bộ này sách nách nhưng mà rất là đẹp, em nói thiệt luôn đó. Cái bộ sách nách này thiết kế rất là đẹp luôn, lấy em màu xám hoặc màu đen. Rồi về nó có xanh coban nữa đó, lấy em mỗi một bộ thôi, thử một bộ thôi. Rồi đây xanh coban đây, đây xanh coban đây. Rồi ok, bé gái có mà, nhưng mà có đùi, do Liêu không thích đùi á. Chưa nghe có đùi nha, đùi nhiều lắm luôn á, mẫu mới về bộ đùi bữa nay đang hốt đùi á, đùi nhiều lắm, lấy một bộ đùi đi nha. Rồi đây là xanh nè, xanh coban nè. Chào Dương Lê, lấy cái gì ủng hộ nghe lên cho nha. Đây trời ơi tôi thiệt, cái chơi tôi sợ bà Liên bà Hường gì đâu á. Đây này gái ơi, bóc thì nghe mẹ này hết thôi, hết sai rồi. Rồi nói gì nghe lên cho, bận bé thì nói gì nghe lên cho, ưu tiên cho khách bận này. Đó, bộ này nha. Em lấy xanh coban, lấy xanh coban size M rồi con. Rồi nghe, chuẩn bị lên cái tay cho này. Đó, đẹp chưa các chị? Rồi, bộ này là 104, 150, 160. Bây giờ các chị em nghe sale cho chị đồng giá 90 ngàn nha. Nhí đại cô hàng của HM. À, nhí đại, nó còn size số 9 này, số 9 đại này. Đó. Nhí, còn nhí đại size
size 15 con đi lên, 15 đến 25 26 con, 15 đến 25 26 con 90.000 cho em nha. Đó, đẹp tuyệt vời, hàng của HM. Đây, hip hop cực kỳ, bo ống 95.000. Bây giờ chị làm lấy trước nha, mã này 95.000. Em xả cái mã này. Thanh của ban sắc nát á. Cho chị Hồ Thúy Kiều. À, chiều rồi. Ủa, ốc Phương Trinh cho nghe hỏi này, để cái đầm mà ốc Phương Trinh có lấy cho bé gái nhỏ không thì lấy cho em thôi. Để mất công gọi khỏi Tân Cước đó. 130. Rồi lấy hàng Buma này nè. Con màu xám là 50kg mà. Cái mã này có 50kg thôi con. Lấy một cuốn, một cuốn đó. Size M, cái mã nào có size M bóc cô. Đây chị. Cái mã này còn màu nào nữa không? Mã này nè. Lấy hồng lên luôn con. Rồi, chuẩn bị em lên cái mã hip hop cho. Đây. Đó. 130 luôn nha chị, các chị. Rồi 130 luôn các chị ơi. À, 100, 101, 102 cái bộ sách nách sửa lại 120 cho chị Hồ Thúy Kiều thôi. Cái này là xanh nha các chị ơi, xanh, xanh cốm với em nha. 130, có tay là 130, có sắc nó là 120 nha các chị. Rồi, nhí đại cồ, nhí đại cồ 10 con đến 25 con, 26 đến là 46 con. À, 45 con, 46 đến 76 con. Đẹp lắm luôn các chị. Buma thông hơi nha. Rồi 130. Cái mã có tay là 130, thông hơi là có tay 130 mà sắc nó là 120. Rồi, cốm này. Rồi, màu cam này. Lên vùng tùy bé gái 28kg vùng chip hay con. Chip chip. Chip dương lên, lấy chip dương lên con. Cam luôn nha. Nhí đại cồ luôn các chị ơi. Cam. Rồi chị nào lấy cam chứ nha, cam nhí đại cồ luôn. Đó. Rồi cam nha. Chị lại lấy cam chút nha, cam. Bóc nở luôn đi con, nở xe cồ. Đây chip đây. Lấy cái bị chip xe cồ con, xe lại con khác. Đây 59.000 ba cái nha, vẫn giá cũ nha. Mặc dù giá bây giờ nó lên rất là cao luôn. Đó, đẹp chưa các chị? Đó. Rồi chip nha. 59.000, 28kg. 28kg còn lóc này. Còn hai lóc này các chị, còn hai lóc này. Dương Lê có lấy thì lấy, đủ 6 màu luôn mới ghê chứ. 59.000 ba cái nha. 59.000 một set ba cái. Rồi 30kg còn một set, hai set luôn. Mới vừa đợt 2, nó mới vừa đợt cách đây 1 tuần à. Bây giờ cũng hết hàng rồi các chị, rớt size hết rồi. Bây giờ em còn size 101 đến 130, 101 đến 150. Chiếc 16kg có tâm lên, chiếc 16kg đây, 59.000 ba cái. Đây 16kg đây em. Chị nghe còn nó còn ở 100 đến 150 đó. Đó, 16kg đây nha. Đẹp lắm luôn. Lấy máy lóc 59.000 ba cái. Hàng cô tông chính phẩm loại 1, mặt xuống thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn, chiếc đùi luôn các chị. Hàng của Hello Kitty nha. Đó, Hello Kitty cho em nha. Rồi chị nào lấy chip chúng ngay chip nha. Chip. Rồi. Màu nào có tay nữa con? Có tay ạ. À. Nó có tay ạ. À. Màu đỏ, hàng thể thao mà mới á. Số 23 ạ. Đây. Đây là 120 nha. Cái này là không cô tông. 40 đến 65 kg này, 120 luôn. Tỏ cam đẹp chưa các chị? Trời ơi, đẹp tuyệt vời nha. Trời ơi, quá trời đẹp nha. Đó. Rồi 120 số 23 nha chị. 120 số 23. Rồi chị nào lấy 120 chút nha.
1.2 nha. Có nè, nghe nói có nè, đây nè. Chồng Quân nãy giờ đi đâu vậy gái? Còn hai lốc nè, lấy luôn hai lốc không hay là lấy một lốc em gái ơi? À 28 ký nha, còn hai lốc, 30 ký nha, còn hai lốc. Muốn rồi lại rồi, ok nghe lên luôn. Đây còn hai lốc 6 màu nha, còn hai lốc 6 màu nè, gái ơi. Đây hàng của BB Kit nha, nha. Hello Kitty. Cô Tâm chính phẩm lần 1 cho em nha. Rồi vàng nha. Đấy, đẹp xỉu luôn. Rồi Tâm Lê ơi, chị nghe còn 10 con đến là 16, 17 con, 18 con ok chỗ rồi nha. Đấy, rồi cũng là 59.000. Ba cái nhí đại bằng một giá vậy, rẻ lắm luôn. Sẽ hết luôn á. Chiều đi đơn. Chiều đi đơn nha, ốc Phương Trinh. Nên chị nghe mới hỏi là cái đầm hồi nãy em lấy của mẹ là có lấy cho bé không? Ba cái một set. Để hai lóc cho em rồi lấy hai lóc số 28 luôn cho Dương lên. 28 á, lóc 28 á. 180 180. Rồi cho Dương lên. Đây các chị, áo của Drop Top nha, quần ống bo. Đẹp chưa? Cái quần chất vải này là quần vải ly lên nha. Size đại này. Con coi màu hồng này còn size gì vậy con? Nó bị nhỏ thôi, đỡ bị to đồng đồ. Đây. Dương lên, dương lên. Đây nè con. Mười con đến 24 25 con, 10 con đến 24 25 con, 120 140 sale luôn các chị, đồng giá 95.000, sale luôn đồng giá như đại 95.000, rồi giá cực kỳ rẻ nha các chị. 10 con đến 25 26 con, rẻ và đẹp luôn nha các chị. Em cái này là em sale thôi, chắc vải ni lên đẹp tuyệt vời, đẹp xỉu nha. Rồi chị nào lấy set này chút nghe, set hồng, set hồng chữ nha. Có bộ quần ngố bé 32 kg. Bộ quần ngố hả? Quần ngố bây giờ ngố 32 kg hầu như nghe hết không? Mình đâu có ngố đại đâu. Có Doraemon không? Có áo khoác 28 kg không chị? Có. Có áo khoác 28 kg. Phòng mẫu nào ta? Đi áo 28 kg có. Bây giờ còn hàng Quảng Châu mà không biết còn size đó không nữa. Còn là áo khoác như 25 hình như chị hết rồi sao á, 25 26 ký. Cái mỏ hồng kia cô lấy thử cô coi mẫu hồng á, đó là giao khoác có bao nhiêu ký, lấy cái áo khoác bé trai sale 45.000 này. Áo khoác bé trai á 45.000, áo dài ké sale cho hết luôn, sale xả luôn. Đây là áo này hoàng trong mà 28 ký, một cái này, hai cái này, trời ơi còn 25 26 ký được không em? Chị nghe sale cho em 140 luôn. Đẹp lắm luôn nha gái. Đây đây chị nghe còn cái này khoảng 26 đúng không nè. Đó 26 con là rộng rãi luôn á. Nếu mà em chưa trừ hao thì lấy cái này được. Nếu mà bé mình thực 26 ký thì lấy cái này được nha. 140 luôn, hàng Quảng Châu. Có vài lớp luôn.
chị em nghe chào Hạnh Nguyễn này, 140 em ơi, áo khoác hàng Quảng Châu đẹp lắm. Đây. Nó dạ quang đồ này nọ rất là đẹp luôn. Đây nè. 140 nha các chị nào lấy 140 chút nha, 140. Có túi nè. Ởn sâu là cái chữ nó dạ quang luôn. Khóc gió, mặt nắng mặt mưa, ok hết cho em nghe nha, rất là tiện luôn. Cái màu này, tôi khóc gió này, màu này là màu hồng hồng quốc, rất là đẹp luôn. 140 nha nha, còn cái này khoảng 26 con. Được chưa Dương Lê, lấy thì ok giúp nghe nha. 26 con. Rồi, 140. Rồi cái này luôn, 50-55 con. 50-55 con các chị ơi. Người lớn khóc được luôn. Hàng Quảng Châu nha các chị, hàng Quảng Châu cho em nghe, không phải thường đâu. Cái đó to hơn phải không con? Nhỏ hơn hay to hơn? Nhỏ hơn. Đây, cái nghe khóc cái này nè. Nghe khóc cái này cho các chị xem nha. Một trăm tư nha. Cái đó cho con mặc dừa. Ngắn không? Đây. Nè, em nghe mặt nha. Nghe là vòng tới 70 rồi. Trời ơi, các chị ơi. Chỉ có mỗi việc ngắn thôi nha các chị. Ngắn thôi, cho vừa y. Đó. Rất là đẹp nha các chị, rất là đẹp. Chỉ việc là ngắn thôi. Mà cái này nè các chị, nó có thâu nha, rộng tay. Thâu tay lại cho em nha. Rồi, vừa, bỏ về cho nó đẹp. Đó, được chưa? Quá trời cưng luôn nha các chị. Cái này chốt cho em nghe tới 60 con luôn đi. Tới 60 con được nha. Nè, ở sau cái đường viền của nó là dạ quang nha các chị. Đường viền của nó là dạ quang, chị chữ luôn như thế này. Đẹp, ở cái màu ở ngoài nó đẹp hơn là cái màu ở trên line. Áo này bữa em mua rồi hả? Mua thêm mà. Dạ, dạ bữa nữa chị nghe về áo khó em lấy nha. Buông đuôi. Đây 14kg đây. Rồi, nghe còn một cái, hai cái, siêu cho chị 25.000 cái luôn. Đó, lấy đi. Quần cam này, về mặt ở nhà nha. Đó, 25.000 cái đỏ luôn. Đó, đỏ đô, còn mấy cái này nghe sale luôn. Đẹp tuyệt vời. Rồi, 25.000 cái, chốt thử hai cái đi. Vùng đi chơi hả? 14kg vùng đi chơi, lấy cái kia con. Nghe gốc không con ạ? À? Không, vuông lóc lóc nhỏ nhỏ cô bé. Không. Vuông nó vuông cuồng 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 á. Nó cuồng cuồng lại không con. Vuông cuồng cuồng cái kia lên, cái kia á. Nó dạ luôn đó. Bé 14kg bao nhiêu tuổi rồi? Đây. Quần đùi này được không em? 65.000 cho em nghe, cho nghe nha. Đó. Size này nó là khoảng tới 15 con đổ lại thôi, 14-15 con đổ lại thôi. 65.000, rất kaki nha. Đó, kaki này hai lông màu cho. Đó, màu này là màu xám này. Bé trai, cái này là bé trai nha. Đang lên bé trai chứ không phải bé gái. 65.000 luôn. Đó, ẩn sâu nè. Chiếc hạt nâu nè. Đó, chắc kaki. Cái này mà ai nói với gái, trời ơi, cửa hàng nó đẹp lắm luôn. Mua về tủ bánh tốt đó các chị ơi. Đó, mà giờ xả luôn, bán luôn 65.000 nè. Còn nữa không con? Quần bé trai, quần bé trai. Có thêm đồ nữa đó.
Rồi lên đi đồ khác đi, thôi lên đồ khác đi con. Chờ bí ra lấy bóc được đồ khác đi cô ơi. Đây là vùng cái kia đây nè. Hàng Quảng Châu nè. 140 nè. Đây hàng Quảng Châu nè. Đó đẹp chưa? Vùng này là phố dưới kia 120 nha chị. 120 cho em nha, 140 giờ chốt luôn 120 nha. Hàng cao cấp, hàng Quảng Châu cao cấp cho em nha. Đó. Đẹp tuyệt vời nha. Phối với áo là hơi bị nhức cái nách á. Phối vô áo là hơi bị nhức cái nách á. Size nhỏ nhất này, 14 15 con này. Đây mà size 160 này. Ta cùng đây, bỏ mình đi. 120 nha chị. 120 cho nghe đây. Đẹp chưa? Lấy một cái áo luôn, phải luôn nè. Màu trắng màu gì cũng được các chị ơi. Màu rêu này đang vui, đang đẹp luôn. Đó. Bỏ luôn một bộ đồ như thế này. Đẹp xỉu luôn, không phải tịch thường nữa. Hàng Quảng Châu hết nha các chị, áo 65, quần 120 cho em nha. Rồi hàng Quảng Châu nha các chị. Cái kaki này là co giãn luôn. Cái kaki này co giãn cho em nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Áo 65. Áo là 16 con. Ơ 14 15 con luôn, 65.000 luôn. Rồi màu xanh Cuban. Để lên sau. À Hồ Thúy Kiều ơi, lên đi nhà lái luôn cho. Lên đi nhà lái luôn cho nha. Lấy thun thể thao tiếp hay là thun cô tông, chị nghe lên cho. Đồ nó bây giờ nó đang nhiều nè. Lấy chứ để lần sau nó rớt size, rớt mẫu á em. Đó là chị nghe nói thiệt cho. Tại vì nó hàng bây giờ nhiều lắm luôn á. Một kho hàng là còn đủ size, đủ ri á. Dễ lấy hàng, dễ chọn hơn. Rồi màu này là màu ruốc luôn, 65.000. Lên cô tông đi con, lấy cô tông đi. À, lên cô tông là 50kg phải không? Lên cô tông lấy Eprin đó. Hoặc là đây. Em coi lại chút hả? Đây đây đưa cái quần này. Đây này Dương ơi em ơi, chị nghe lên nhanh cho em nha. Đây nè, cái quần này là 140 siêu 120. Còn cái quần này là sale luôn 65.000. 65.000 nha. Mấy cái nói chung là cái này mẫu này còn màu không? Hết. Còn màu. Đó. Đây. Lấy cho cô cái màu kia nữa coi. Bóc lâu quá chắc cái kìa. Đây nè, đó, cái mẻ này là cô kaki 65 nha. Rồi cái này là xám, xám này cũng 65 luôn. Đó, đẹp lắm luôn nha. Còn cái kia là kaki hàng Quảng Châu, xịn sò luôn. Cái này là 120, 140 luôn nha các chị, 120 đại, cô 140, đẹp tuyệt vời nha. Hàng của GoGo nè. Cái size đại bây giờ nó đã 140, 150 rồi. Size cô hồi bữa là 160, đại cô khủng là 180. Bây giờ em nghe bán 120, 140 luôn. Size tại cô khủng hết rồi nha. Cô khủng là 83 con luôn. Nghe hết rồi. Đó, đẹp chưa? Rồi lấy cô tông cho cô luôn đi con. Lên cho công cho cô luôn đi. Xám. Rồi giờ lấy xám chút nghe xám nha. Giờ nó còn 65kg được đổ lại nha. 25 đến 65 con. Rồi giờ nó lấy xám. Hàng của GoGo nha, 100% cô tông cho em nha. À, lấy ấy đi con. Lấy cái hàng xuất khẩu á. Xuất khẩu bộ màu cam còn một bộ 50kg á. Đưa đây luôn. Rồi. Không, một cam mà muốn rổ á con. Đây, còn một bộ nè. Một bộ nè, đẹp lắm luôn nha. 50kg nha, nghe nha, 50-55kg ok nha. Đẹp chưa? Rồi 69.000 luôn, còn một bộ 69.000 luôn. Rồi chị nào lấy chút nha, 69.000. Đây nè, bộ này 69 nha, bóng rổ nè.
50-55 con. Đó, 50-55 con, cái hàng này là hàng sale. Nó là 101, nghe sale 69 ngàn. Đó, 69 ngàn, Hồ Thế Kiều này. Giống như Hồ Thế Kiều bộ đó, màu màu sáng hồi nãy cho tôi bóc lên người ta. Đây này, cái màu xám này á là nó là 100, size là 160, size đại 140, size cổ khủng là 180. Bây giờ nghe còn size đại, size cổ thôi, cổ khủng hết. Nghe chốt cho các chị 120, 140. Đẹp tuyệt vời luôn nha các chị. Đây. Xám, chị nào lấy xám chứ nghe xám. Đó, xám nha. Xám. Rồi chị nói ủng hộ xám chút nha, ủng hộ xám. Xám đẹp lắm luôn. 25 đến 65 con. Hàng của GoGo á, hàng của An Đông nổi tiếng luôn. À, 69, 69 chị chốt cho Hồ Thúy Kiều rồi. Thấy, nhưng mà cái đó Hồ Thúy Kiều chốt trước á Út ơi. Đây còn một bộ 30 kg. Chị nào lấy bộ 30 kg chút nghe, bộ 30 kg. Đó, bộ 30 kg nha, 69 ngàn luôn. 30 kg với em nha. Đây. Bộ này. Trời ơi, đẹp lắm, đại mới hết rồi, còn cô này các chị ơi. 240. Bây giờ các chị chốt nghe là 200 bộ này nha. Nhưng mà cái này là rất là đẹp, hàng của Evrin. Mà cái quần của nó là quần ring nha các chị. Quần ring cho em nha. Đó, cycle nha chị. 45 đến là 45 đến 65 con. Ở 65 hết rồi, còn 60 con. 45 đến 60. Bộ Evrin nha các chị. Cái quần ring này tuyệt đẹp luôn. Mặc cực kỳ sướng, nhẹ, không co giãn luôn. Đây này, co giãn luôn các chị. Đó, co giãn tuyệt đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn, không có co cúm gì hết trơn á các chị, mặc thoải mái cực kỳ luôn. Rồi 30 kg 69 luôn cho Hồ Thúy Kiều. Rồi cảm ơn Hồ Thúy Kiều 69 luôn. Rồi chốt luôn đi con. Đây Adidas này. Chị có lấy còn một bộ Adidas nha sale luôn. Đây 28 con. 28 con, bộ này nó nhỏ hơn một xíu. 28 con nha. Đó, Adidas này. Đẹp chưa? Cái hiệu của nó hàng xuất khẩu Adidas luôn. Còn đúng bộ và ngang sale thôi. Đấy, đẹp chưa? Rồi chút nghe, dùm nghe Adidas luôn. Chị nào lấy Adidas chút nghe Adidas nha. 28 con thôi. Đây, 200 nhớ chị, 200. Một cái set như thế này, cái hàng size đại của nó là đã 350 rồi nha các chị. Cái này là size cô mà chỉ có 200. Em nghe nó bao rẻ cho các chị luôn. Nằm giá dưới gốc hết, em nghe lời không có nhiều. Rất rất là đẹp luôn, đặc biệt cái áo nó nè. Đẹp xỉu nha. Đẹp xỉu chứ không phải đẹp thường luôn. Rồi chị là lấy chốt nha. Cam, bộ set cam, Evrin. Rồi, lên xám. Xám này xe đại rồi. Xe đại rồi. Hả? À. Xe đại xe cô. Giờ khách đang mua xe cô. Còn bốc hàng size màu vàng caro có mũ có ấy size đại cô á, size nhí đại cô đem xuống đây cô sale luôn. Đúng rồi bốc màu vàng xuống đi. Chị nào lấy bé gái nói nghe lên cho nha. Đẹp chứ các chị, có túi luôn. Đó, màu vàng nha, hôm trước hơi về màu trắng. Màu trắng giờ rớt sai rồi. Cái mặt mã này em nghe về sâu, mà về màu sâu thôi. Cùng một kiểu nhưng màu sâu nha.
Rồi chị nào mà thấy kiểu giống giống thiệt ra là em về màu, nó sale hàng nên em về thêm màu. Chứ thiệt ra xem đầm xanh phía sau. Đấy là đầm xanh đây coi. Đầm xanh đây này. Đó, 100, 100, 120, 130 luôn các chị. 100, 120, 130 luôn. Riêng bộ này sale nhí 100, tại 120 cô 130, 120, 140, 160. Bây giờ là 100, 120, 130. Cô chỉ có 130 chốt liền cho em nghe. Size 60kg đổ về, 65kg hết nha. Đẹp chưa? Hàng cao cấp nha các chị, hàng cao cấp luôn nha. Trời ơi, em nghe nói thiệt là chơi. Hàng em nghe xả một tuần cũng hết luôn. Đầm xanh lên hết. À đây, đây đúng không? Một hàng mới về nhí đại mẹ. 100, 100, 101, 103. Nhí 100, đại 101, cô 103. Bộ mẹ đó. Đẹp xỉu nha. Trời, các vải xịn lắm luôn. Các vải xịn lắm luôn ấy. Đẹp tuyệt vời. À, 103, Thúy Kiều ơi. Xa 50kg là 103. Đúng rồi, 103. Lên lên. Bao luôn cho các chị, giá hàng nó rất là đẹp nha. À, size từ 10 đến 25 kg, 26 đến 45 kg nha. 40, 45 kg, 47, 48 đến 65 kg. Ok nha. Cái màu cốm thì nó có còn size không con? Màu cốm á, mình hạt màu cam á, nó còn size 20 không? Size này nó còn 20 không con? Size này hết size 20 rồi. Màu cốm á, sợ nó rớt xuống con. Vâng. Rồi to chưa, màu đậu nữa nè. Màu đậu đây đẹp nè. Hút màu đậu đi. Đẹp xíu luôn. Mua về Tết mặc cũng được, khỏi mua. Đậu nha. Rồi chị nào lấy đậu, chút đậu vàng, chút vàng. À, đầm đó nhiêu ký? Đàn An ơi. Đó nhí đại cù có đủ size luôn đàn An. 10 con đến 25 con, 26 đến 45 con, 46, 47 đến 65 con. Rồi, chị lấy màu nào chút nghe màu đó nha. Màu vàng với màu xanh đậu. Mới về, mới về. Lấy hàng xuất khẩu đi. Bộ mấy bộ xuất khẩu xuống con. Quần bé gái nha, cái này nghe còn hai cái này, đẹp xỉu chưa? Đó, này còn hai cái bụi bặm quá chừng ra mốt luôn. Đây nè, giá này 165 nha. Trời ơi, riêng nó mềm mại mà nó đẹp lắm. Cái size này nhiều hàng của BB á, size 90. Còn size này nhiêu? Size 90, size 100 nha các chị. 14, 15 con đến 16 con, 14 đến 16 con, 14 đến 16 con. Hốt liền cho em nghe. Đẹp xỉu luôn các chị ơi. Với giá 75 ngàn. Đây giá 165 này các chị. 165 cho em nghe nha. 75 ngàn. Một nửa giá. 165 hết này các chị. Cái này còn cái sao á, 15, 16 con. Rồi chốt luôn 75 nha các chị. Tầm giá hết luôn. Còn 3 con cái là sẽ luôn.
lên bộ tiếp thôi con. Lên bộ với chai á. Hốt hốt lên bộ với chai đồ xuống đi. Đó, bộ một kem á. Một kem màu vàng rồi xuống hết luôn con một cổ rồi á. Bữa nay em lên cô tông nhiều lắm luôn. Rồi bộ màu đen. Đây đen đây. Em siêu đen mày. Cho cái chị luôn. Không lên cam chút đi. Đây, nhí đại cô luôn các chị ơi. Cam có nhí đại cô nè. Rồi một bộ này 140 cho em nghe nha. Cam này, cam chữ này, hai cô. Nhí đại cô 140 luôn các chị ơi. Đẹp xỉu nha. Trời ơi. Hàng cô tông chính phẩm lời 1 nha các chị. Hàng cô tông chính phẩm lời 1. Đi chơi mặc một cái bộ này thôi là đi chơi khắp chốn. Không cần phải mặc gì nhiều. Đẹp xỉu nha. Cam chữ nhí đại cô. Chị ơi nhí đại cô chút nghe nhí đại cô. À, nó là 100, 120, 140 đó các chị nha. 100, 120. Chị nào thấy cho em nghe một lượt chia sẻ đi các chị ơi. Đó. Rồi bé gái bé bé ký cho em xin vài mẫu lên hàng xuất khẩu nha. Hàng xuất khẩu này chị nào mà đã mê hàng xuất khẩu rồi em nghe nói thiệt đẹp tuyệt vời nha. Sao chị Út Hoa sao đây ba ba ký thoải mái nha. Đây các chị ơi 120 này hàng xuất khẩu nha. 100% cô tông của nguồn của nó này đùi nha. Bởi vì cái chị hỏi ngốn là bữa nay Thịnh đùi ghê lắm luôn ấy. Đây nè đó hàng xuất khẩu nha các chị. Mà hôm trước là 120 sale 75 ngàn, 95 ngàn. Bây giờ các chị chốt cho em nghe giá một cái giá luôn 75 ngàn. Em sale xả lỗ luôn bộ này luôn. Đó hàng xuất khẩu nha. Bởi vì mít hối lô cái ti 75 ngàn đồng giá hết cho em nha. Em lấy còn nè màu đỏ kia cũng là Hello Kitty á. Con lấy xuống luôn. Sale hết đồng giá 75 ngàn. Chị lấy chốt nghe 75 ngàn. Còn size nha. Size từ 25 đến là 45 con. 25 đến 45 con luôn các chị. Cái này dòng này đi size nhỏ luôn á, size đại cồ á. Hello Kitty. Mặt mát cực kỳ, nó là 100% cô tông, không phê cho em nha. Thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt, đặc biệt là phù hợp với ở cánh miền Nam. Nóng mặt thấm hút mồ hôi mà rất các chị rất là thịnh cái mẫu mà hàng xuất khẩu á nha. Nó như Adidas rồi đó các chị, Adidas này, gấp này, H&M này. Rồi Hello Kitty. Rồi, cái này là Mickey. Mickey nha các chị, Mickey cho em nha. Rồi, Mickey cho em nha. Rồi, chị là Mickey chút nha, Mickey. Tất cả là hàng xuất khẩu hết cho em nghe nha. Rồi, hồng. Còn nữa không con, chỗ đây còn một góc kia nữa nè. Rắc hết đi luôn. Đó, nhìn ra hết luôn. Rồi, Mickey hồng, chắc mắt nha. Mickey hồng chắc mắt thì nó thế này. Đó, mặt mát cho em nha. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Các chị mà nhận xong cái bộ này giá 75 ngàn là chủ luôn. Rồi, lên nhanh luôn. Bonnie, Bonnie. Rồi, chị nào lấy Bonnie xám cho em Bonnie xám nha. Bonnie xám cho em nha. 75 ngàn. Theo 75 ngàn. Chị nào mà bỏ qua online này mà bỏ qua mấy cái mã này nè, không có đi đâu mà mua được cái giá này nữa nha. Không đi đâu mà mua được cái giá này nữa đó. Nó sai từ sai trung á. 25 là 45 con kem. Chị lấy kem giúp cho kem. Kem nha các chị. Kem. Cái quần nó như dạng như dạ quấy cũng rộng á. Kem. Chị lấy kem giúp cho kem. Rồi eo xa luôn các chị ơi, eo xa luôn. Eo xa sắc mắt nha, tím. Eo xa siêu tím nha các chị. Đó, eo xa tím nha. Rồi, chị lấy eo xa tím chút nha, eo xa tím.
Bonnie xám luôn. Không phải. Cái này là, cái này như không phải. Con này còn có một bộ rồi các chị ơi. Đây kho này có một bộ rồi nha. Kho này có một bộ thôi các chị ơi. 35kg này. Ta 35kg này. Kho còn đó còn có một bộ à. Rồi Bonnie sắc mắt luôn các chị ơi. Bonnie sắc mắt luôn. Rồi chị nào lấy Bonnie sắc mắt chút nha. Bonnie sắc mắt hồng à, xám. Đó đẹp chưa. Có nha, có 30kg, có 45kg luôn á. À, Đặng An Hello Kitty, xám, Elsa tím, 33kg, 2 bộ. Rồi 75.000 nha, nó chốt đi các chị ơi. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Xà lỗ luôn á, 30-40kg luôn nha. Đây này, à, Hello Kitty, xám, Hello Kitty, xám. Hello Kitty là đây. Mickey. Hello Kitty. Hello Kitty là cái bộ mà đầu tiên của tôi sáng á. Đây Hello Kitty này. Đó. Rồi lấy một bộ màu xám. Một bộ màu ba bộ đúng không? Xám, xám là cái bộ đó, rồi với là Elsa tím. Đúng rồi. Đây nè, nha bóc lại nè. Size 33kg đúng không? Đây nè, kia bóc lại nè. 10 hoặc 12 nếu mà bé nó cao. Đây, thuộc 33kg. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó, đẹp chưa? Này luôn, số 10 là rộng rãi rồi đó. Mặc vừa vặn thôi. Rồi số 10 cho nghe. Rồi một cái này Hello Kitty này 75 luôn con. Cái size số 10 nữa con. Rồi nghe bóc lại nha. Bóc cái bộ nào ok giúp nghe bộ đó nha Thuyết Kiều. Đây Bonnie. Bonnie xám này. Đó Bonnie xám cho nghe nha. Ví dụ như con hỏi lại chỉ là bé mình học lớp mấy rồi. Đó là để lấy size nha. Bé mình cao bao nhiêu để lấy size nha. Tạm thời là cái chốt số 10 đi cho chị Thuyết Kiều đi. Hồ Thuyết Kiều xám luôn này. Ok giúp nghe nha. Cái này xám này. Rồi, bỏ luôn con. Elsa. Elsa là hàng H&M nha. Đây, Elsa. Rồi, Elsa cho nghe nha. Elsa. Rồi, Elsa còn cái bộ này lớn nhất rồi. Elsa là hết luôn á. Bé lên lớp 3, dạ ok. Bonnie sắc nách à, có 32kg không? Bonnie sắc nách. Có, không phải Bonnie sắc nách. Đây, bóc lên Bonnie sắc nách coi thử còn sao bebe. Cao 1m25. Cao 1m25 là vừa. Vừa tu cha, đẹp. Cao 1m25. 25. Cưỡng ghi chứ mấy. Rồi chốt cho Thuyết Kiều luôn. Thuyết Kiều còn có, đây em xe còn có 2 bộ 3 bộ mà. Còn có không con? Ra bóc vừa đó cô tôi coi thử. Ủa cái này nghe còn nhí thôi à. Bonnie sắc nách nghe còn nhí không à. Cái bộ đây, bộ đây size nhiêu? À đây, bộ đây còn một bộ này. Có này. Đó, còn một bộ nha. Rồi, ôi đẹp quá. Còn một bộ nha, chị Thúy Hoa. Có nha. Em mẫu heo Hello Kitty. Em xin mẫu Hello Kitty. Đây. À, chị Thúy Nguyễn. Rồi ok em để em lên đồ bé trai cho. Đây. Lấy hàng gì Cô Tông Quảng Châu. Em có này. Cô Tông cao cấp. Cô Tông cao cấp. Hàng em xin rồi đó các chị. Hàng Quảng Châu cao cấp. Với lại thể thao cao cấp. Rồi chị nào lấy hàng mẫu gì bao nhiêu ký nói em nghe lên luôn. Đó đẹp chưa. Hello Kitty này. Rồi
Bonnie sắc lách nha con nha. Rồi chị nào lấy chút nha. Đó, út kho có một bộ nha, còn một bộ này. Bộ đó nhiêu ý? 75.000, 120. Giá xe đại là 120, hàng xuất khẩu á chứ chị. Một chính xác là bán trên line là 109.000. Đó, chị nào chốt order mới là 120. Sau này nghe mới sale là 95. Nghe nói thiệt luôn, bây giờ là sale 75.000, sale lỗ luôn. Bán bỏ mẫu đến nào khác. Hàng xuất khẩu nha, hàng HM. Hàng xuất khẩu như hàng HM, hàng gấp, hàng Adidas rồi vậy đó các chị. Nhưng mà này là bị gái nha. Có hàng HM chứ là hàng gì đây nè. Gummobi này, cái thương hiệu này nè các chị, hàng xuất khẩu á. Rất là đẹp luôn. Út Hoa lấy Bonnie chắc nách. Bonnie chắc nách nhiêu ký? Phải size từ size tới không? Còn một bộ size 33 ký này. Chốt cho chị Út Hoa luôn, hết luôn. Út Hoa. Rồi bóc lên mấy chai đi con. Có Bonnie tím nè, 32 ký dạ, ok chị. Rồi còn Bonnie tím nữa nè. Chị nè, trời con giấu hàng gái. Trời nó còn Bonnie tím đẹp ghê luôn. Bonnie tím nha, 75.000. Đẹp xỉu nha. Đó, Bonnie tím hàng xuất khẩu 75.000. Chị nào lấy Bonnie tím giúp nghe, Bonnie tím còn size lớn không ta? Hết rồi phải không? Hết chưa? Hết sạch rồi phải không? Bonnie tím này hết size rồi, còn size nhí rồi. Rồi. Đây bộ đây nè. Trời đẹp chưa? Bộ chữ nha các chị, bộ chữ với em nha. Hàng xuất khẩu cái chất vải này mặc mát lắm các chị ơi. Mặc mát cực kỳ luôn. Rồi em lên mỹ trang chưa? Chị Thúy Nguyễn ơi, chị Thúy Nguyễn ơi comment giùm em nghe nha. Chị gì? Chị Thúy Nguyễn. Chị Thúy Nguyễn lên bao nhiêu ký em lấy cho nha. Có bộ ngố không chị? Tím hết rồi em, tím hết rồi, trang hình lấy gì thêm. Chị Thi Nguyễn lấy bao nhiêu ký em lên cho. Đây, em đang lên xe mẹ này 25 ký, lấy mẹ này giùm em. 100, 101, 100. Qua chút nhiêu bộ rồi. Hình như 3-4 bộ gì đó hả? Trang hình 3-4 bộ, 3 bộ, 4 bộ. Nhớ hình như hai bộ thể thao, một bộ hàng Quảng Châu, 4 bộ hả? 4 bộ, biết nó 4 bộ sao? Lấy thêm gì em, đẹp lắm luôn. Đây rồi, ôi 100, 120, 130, xe cồ chỉ có 130 thôi, đẹp xỉu nha. Đó đậu nha, cái này là thiết kế như một cái set luôn các chị ơi, thiết kế như một cái set luôn, đi học bao auto. Nhiều lắm chứ. Không nhiều đâu. Theo em biết mà tỷ lệ bây giờ là bình thường đó. Năm số bộ hay sao ấy? Dạy tí nữa, dạy cái gì chốt thêm đi. Chốt thêm đi, rồi cái gì nghe kiểm tra lại cho. Đó. Trời ơi, đẹp lắm luôn các chị ơi. Cam cam 100, 120, 130. Cam 120, 130. Nhí 120, 5 số bộ hả? Rồi ơi đẹp lắm luôn mọi người ơi, ủng hộ em nghe nè. Rồi xả giá gì mà giá này là giá xỉu, xỉu lên xỉu xuống, xỉu dọc xỉu ngang. Free ship. Trang hình là được free ship không chị, nghe sale mà giá rẻ lắm luôn rồi em. Thôi thì gọi rẻ nhưng mà rẻ chóng mặt luôn á. Nghe đồn hoa hậu về Bình Định nên súng xính nè, đang cố gắng súng xính sửa soạn.
để giữ thi hoa hậu. Mà kiếm vé chưa ra. Chị nào có cái vé cho em nghe, xin cái vé. Trời ơi chết. Thấy người ta đang rộn ràng. Rồi ok. Vàng luôn, chị nào lấy vàng chút nha vàng. Không ai biết ngày mấy luôn, nhưng mà nó phát vé không xùm luôn. Học qua thấm ngày qua thì con nghe được xuân dữ quá. Hả? Đi dữ hơn mà, mất đi luôn. Hả? Chú Cục Giang dạy mà sao mình không có vé ta? Buổi chiều người ta đi miễn phí cho được xuân dữ. Người ta dữ hơn mà, có vé gì? Người ta không. Ờ, vé vô đó rồi. Không. Hỏi bạn. Bạn không biết ai. Tại vì bạn có biết. Được ai tặng. Rồi ok ok. Rồi chị Thúy Nguyễn có lấy khung thể thao không chị Thủy? Thúy Nguyễn ơi, thể thao lên theo theo sắc nắp. Em mê cái bộ này nè chị. Lấy cái bộ số 7 sắc nắp đi. Mê màu màu ớt, màu của tụi mình con nướng đó. Cô ban này đen sáng này. Em mê cái bộ này lắm luôn các chị ơi. 100, 101, 102. Chốt liền chị em nghe. Em nghe nói thiệt đó. Đẹp xỉu dọc xỉu nghe không mà điệu xỉu bình thường nữa mà lạ thông thôi. Trời ơi các chị ơi, lấy cái mã này lấy một bộ đi các chị ơi, một bộ thôi em nghe, không cần các chị phải lấy nhiều. Lấy về ơn làm sao ủng hộ em nghe nha, lấy về ơn làm sao ủng hộ em nghe. Có xanh của ban này, còn gì nữa, bóc đi thêm cho con. Xám này, đưa xám đây con. Rồi nó, đây này đen nữa nè. Đó, đen nha. Trời, đen là đẹp hả? Ừ, đen tiếng mặt hơi bị đẹp. Tiếng mặt ba màu, màu nào cũng đẹp hả? Đen, chị nào lấy đen cũng hộp đen. Nhí đại cô có đủ size nha chị, nhí đại cô. Rồi màu cuối cùng là sáng, bóc cái size cổ sáng cho chị xem. Trời, nó đẹp xíu xíu. Sám, chị nào lấy sám ủng hộ nha sám. Sám đẹp lắm các chị ơi, sám. Rồi ôi xám nha. Rồi chị nào ủng hộ xám chút nha xám. Nhí đại cô 10 con đến 76 con luôn. Phải mời mới được vô. Máy đâu đang kiếm. Hả? Rồi tiếp các chị ơi, tiếp. Chị ơi 101, 102 nha, nhí đại đó, thể thao này đẹp chưa, xám nha, Puma nhí đại, nhí đại cho em nha. Chị nào lấy nhí đại chút nghe, nhí đại xám nha chị ơi, xám. Rồi chị nào lấy xám chút nghe xám. À, con lên tí mà em bắt cái mẫu sắc nắp đây, cô xem cho. Mấy cái tam giác á, cái tam giác á, đưa cô xem cho. Cái tam giác á, thể thao tam giác á. Chấm đi các chị ơi, chấm đi chị nào đang xem nghe tam giác. Nhí đại. Rồi, ôi, đỏ nha các chị ơi. Con chốt thêm màu vậy. 90, 100, 90, 100, đỏ nhí đại luôn. Đỏ nhí đại nha. 90, 100.
Rồi chị nào lấy nhí đại chút nghe, nhí đại nè. Đó, đỏ, chị lấy đỏ chút nghe, đỏ nè. Xanh lạ nha. Cái này nhí đại thôi cô, hết sạch luôn. Xanh lạ các chị ơi, xanh lạ cho em nha. Xanh lạ nhé chị nào lấy xanh lạ chút nghe, xanh lạ. Xanh lạ. Vàng. Hết luôn hả? Ba màu hả? Còn có đâu? Đó, còn một gì nữa? Vàng đâu? Rồi, vàng nhé chị, vàng. Chị nào lấy vàng chút nghe, vàng. Vàng. Cô Ban. Rồi, cô Ban luôn các chị ơi, nhí đại hết nha, hết cồ rồi. Đó. Đẹp quá chừng luôn. Sắc nách nó kia, em mê cái sắc nách đó quá, nó đẹp quá chừng luôn. Vàng số 8, lấy vàng số 8. Bộ vàng đây còn không con? Vàng số 8 hết rồi chị ơi. Đổi màu giúp em được không? Còn bộ nào số 8? Ai xanh lẻ còn sai nè. Xanh lạ còn sai nè. Cô Ban còn sai nè. Đó. Rồi, đỏ hết sai. Đỏ còn sai luôn. 25kg bé mình cao thì vừa. Nếu mà bé lùn thì hơi bị dài. Đi, nếu mà tính ra 25kg là chỉ có số 7 thôi. 20, số 8 là 26 đến 28kg. Nhưng mà bé mình cao thì là phải là số 8 chứ số 7 là bị ngắn. Nha các chị, bé mà lên lớp 1 rồi á là mặc giùm em nghe số 8. Còn bé học mẫu giáo á thì mặc giùm em nghe số 7 nha. Tại vì chị theo chiều cao của bé nữa. Trời ơi đẹp. Đùi thôi à, Liêm ơi nghe còn đùi rồi, lưng ấy đó nghe còn đùi không à, chưa có ngố. Đã nè chị, lại chị chọn màu lại giùm em nha, xanh này. Rồi màu xanh lạ, vàng hết. Số 7 vàng này hết nha. Tất cả cái số 7 là hết luôn, không còn bộ nào. Tất cả số 7 là hết luôn. À lên hàng xuất khẩu á 75.000. À thôi lấy đùi xịn đi. Lấy đùi xịn cho. À à, ngố dưới này này, ngố dưới này được không? Không. Đây. Lấy cái bộ đùi à, bộ đùi à, mấy cái đùi mẫu mới về à con. Lấy cho Liên coi. Đây em có mẫu này nha, 160 này. Móc màu hồng đi. Đó. Tí trai nhé chị. 24 đến là 26 con. 24 đến 26 con. Em nghe xin các chị 90 luôn nha. Hàng này là hàng này 160, hàng của Lido nha. Rồi con chó xe 90 luôn. Hồng này. Đại cô nhé chị, hồng đại cô. À
À bộ ngố có đó, bộ ngố có màu xanh cốm đó. Ở ngoài cái bộ ngố xanh cốm hình con ấy đó con. Bộ đen là đùi, xanh cốm, xanh như này nè. Bộ đó là ngố, rồi nhớ bộ ngố rồi, xe lấy. Đây đùi đây này nha. Đó, đại là 101, cô là 125. Cô là 140 hết đó chị ơi. Mẹ ngay siêu quá đó, 120, 140. Mà giờ cô 101, bộ mẹ giờ có 125 thôi. Rồi chị lấy ủng hộ nghe gấu. Hàng cô Tân xuất khẩu, hàng cô Tân chính phẩm lần 1 nha. Hàng cô Tân chính phẩm lần 1 nha em nha. Tam giác đỏ 15kg. Tam nhí đâu con? Đây 15kg. Cho đặng em. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi, giỏi quá. Hồng 35kg, lấy hồng 35kg con. Ai? Rồi xanh ngố đây. Hồ cốm nè. Đó. 101, 101. Ngố này chốt ngang 120. Mẫu này là mẫu thứ hai đó. Đúng không? Bộ này bộ thứ hai đó, mới bộ thứ hai à, nói đến 100 bộ. Đây mới bộ thứ hai à. Bà sữa 120. Rồi bà sữa nha 120. Rồi 25 à, 30 cân. Cái size này 30 cân đến là 45 cân. Đấy, 25 đến 40. Cái này 30 nè. Cái này 30, 35 ta. Trời ơi. Cái đầm xanh nữa mà. Cái đầm xanh này có chốt không? Đầm xanh là đầm xanh tầng. Đầm xanh tầng có không? Không biết nha. Như con sở hồi nãy chốt cho bà nào mà. Mẹ con không hỏi. Ra coi lại cái đầm đó thử đi. Có chốt hả? Đây kia đủ đuôi rồi, check in chưa? À cái đầm xanh, đầm xanh có, đầm xanh có. Đầm xanh xuông. Đầm xanh xuông. Đầm xanh xuông chứ không phải đầm xanh tầng. Rất tốt nè. Rồi 120. 12 luôn. Đó 120 nha. Rồi chị lấy ship này chút nghe. Slim nha. Để chưa slim đùi. Màu sữa còn có một màu đó thì ấy ơi. Em Liên ơi. Găm găm cục sạc ông bồi con. Lấy Mickey cho con, lấy Mickey. Mickey đã. Ra lại cho Liên coi. Đây 75 ngàn nè. Đang siêu 75 này chế ơi. Đùi đùi 75 ngàn. Chưa chưa. Chưa, nó mạnh vô. Trở đâu ấy, trở đâu ấy. Ok.
Mà mai mốt ngon cái gì ai sẽ thích cho mình để đi phá nữa. Rồi 75 ngàn. Mày lấy chị về tới quê. Một tiếng đồng hồ. À, con bé 35 kg là nó mặc con bé lớn hả? Của Liên đúng không? Nó 4 cm. Hả? Nó như con gì? Con của chị Bình hả? À, lớp 6 rồi đúng. Giờ lấy cái chân váy đây cho bà chọn này. Năm nay là lớp 6. Một trăm hai, 130 nha. Hả? Đây. Đó, cái size đây là size cô mà. Được chưa? 120, 130, 65 kg mặc thoải mái ở sau lưng thun nè. Đó. Một xíu luôn. À, biết bây giờ Bình bữa nay mặc cái này đùa. Đẹp á. Màu đen, bóc màu đen đi, bóc vô một cái màu đen đi. Lấy cái này đi, 120, 130, mà giờ đen còn lại thôi. 120. Đẹp lắm luôn á, về mặt đen. Ủa, đen nè. Đẹp má cháy luôn. Đó. 10 điểm. Không gì vẽ được thành đâu. Rồi. Mặc áo crop top rồi đó. Mặc áo crop top hoặc áo hoodie rồi đó. Áo hoodie rồi như ngay có chụp hình đó. Rất là đẹp nha. Áo phôm rộng giấu quần hông. Áo phôm rộng giấu quần như tụi con á. Không có bé. Đó không, con có mấy áo. Lên tiếp đi con, lấy bộ gì? Bộ bò sữa đó con. Bộ bò sữa rồi bộ màu xanh cho ba rồi đó đi trên đây. Lấy ngố hả? Bò sữa nha. Em nghe lên bò sữa với chị ơi. Lấy quần này con. Lấy quần kaki đi. Nghe lên quần kaki cho. Về mặt với áo nha. Quần kaki là mặc đi chơi đi đâu cũng được luôn nha. Rồi, nhí đại các chị ơi, bò sữa. Hàng của Tina nha, lên xếp ngố dài, lên xếp ngố hoặc xếp dài hả? Tám mươi chín mươi luôn các chị ơi.
Bò sữa hàng Rina, nhí 80 đại 90 luôn các chị. Cái này là size S này. S nó dạng như size đại của hả? Cùng nó có túi hộp nha các chị, hàng của Tina luôn. Rồi 80 nhí đại 90. 80 90 chị nào lấy chốt nghe nha. Hàng bao đẹp cho em nghe luôn. Rồi chị nào lấy chốt nghe bò sữa. Đây này các chị ơi, 49.000 một cái mà hai cái thì chỉ có 45.000 thôi. Đó, size từ 14 con đến là 27 28 con thôi nha. Đó. Đẹp chưa? Rồi chị lấy đùi nha. Ừ, cái này kaki hàng của Tina đó các chị, coi giãn luôn. Nó có nhiều màu nhiều mẫu nha, đi gái đi trai đều coi đủ. Lên đầm. Lên đầm. Em nghe giờ đầm là một mùa luôn. Đây có cái áo này nè, đây được không? Ờ, mặc ở đây được nè. Đó, đó đẹp chưa? Còn hai cái xem 80. Đây ở đây họ thiếu một hộp nữa. Bữa nay con thấy mặt bị chặt rồi. Đây nè. Đó còn hai cái rồi nha. Chắc là mình dính vô như được. 80 80. Đây áo dấu quần nha, mặc cái chân váy cũng được. Mẹ con không phải mẹ đâu. Mặc cái đầm áo dấu quần á. Mẹ bon chim. Mẹ thì bon chen được, nhưng mà kiểu là thành cái áo. Còn bé nó mặc cái đầm nó đẹp hơn nha. Thành mặc áo dấu quần hả? Hàng là 100 mấy luôn. Giờ còn 80, chị lấy chút nha, 80 nha. Còn có hai cái này 120, còn 80 sale rồi. Rồi áo nha, còn hai cái. Đầu thử đừng thử thiệt, bây giờ thử gì nó tròn, thử gì mà thử, lấy cái nào. Còn hai cái lấy hai cái luôn đi, lấy cái đây cái thả đẹp hơn nè. Đó, lấy cái thỏ thì dễ thương hơn nè, lấy cái thỏ cho mẹ. Lấy cho cái bông thắm thi, tên gì đẹp dữ rồi trời. Tôi vậy mà Hồ Khánh Thi mà tôi đọc là Hồ Thị Khánh. Giờ đọc bị ngược không à. Mẹ mặc vừa chưa? Mẹ mặc thành cái áo phông rộng á. Bỏ cho mẹ luôn đi. 80 luôn đi. Hai cái, hai mẹ con mẹ mặc hai kiểu mà lo gì đâu. Giờ mẹ nào mặc cái như nào mặc, còn con mặc. À, ai mặc cái như nào mặc, bỏ luôn hai cái nha. Đầm hàng Quảng Châu ơi con. Rồi chốt cho Khánh Thi hết rồi, Úc Hoa ơi. Em ơi, chị Nga chốt hết cho Khánh Thi rồi. Ngàn cái hàng 120 đó, giờ còn 80 mà má ơi. Đây lấy cái mấy cái mẫu này nè, đó về mặt đẹp mà mát nữa, đẹp chưa? Trời ơi,
cái này nè, biết là ôm ốm mặc cái đây đẹp lắm luôn á chứ. Đó, mặc cái đây nè. Mẹ nó có đây là bao thun nha. 108 giờ chốt luôn 140. Đẹp lắm luôn á, mặc lên dễ thương lắm, mang đôi giày nữa hết sức luôn. Hồng. Hồng nha. Tiền cước là về gái trẻ nha, tiền cước cho gái trẻ nha chứ không phải gái trẻ đâu. Hả? Ở chứ ông chủ cũng lấy tiền cước à? Mắc hơn tiền cước ai luôn. Mắc hơn bốn nè. Hả? Sao năm bảy tiền giờ? Hả? Tại tiền cước đã có 18 ngàn. Không biết nữa, ổng lấy tôi tới 20 ngàn đơn lận. Bè thì ổng lấy nhiêu tôi không biết, chứ ổng lấy tôi 20 ngàn một đơn. Chắc không lấy tiền nữa. Ổng mà dám lấy tiền mẹ. Bè đưa tiền giùm nữa kìa. Rồi, Bonnie các chị ơi, 45 kg lận. 25 đến 45 kg nha. 25 đến 45 kg Bonnie. Lấy à. Mẹ nói là cho chú lấy tiền cước của mẹ. À. Vậy cả tiền kia mẹ ha. Đó, ổng mà lấy cước của bà là ông bà gửi kia hay hơn. Bonnie 35 kg. Bé nó cao, lấy vô cái xa lớn rồi con. Đây 140 luôn. Hàng 100 mấy, 108, 220 đồ. Siêu hết. Nghỉ chơi trẻ đi, ai bữa lấy cước. Cả thịt bị chút xíu. Lấy cho hai chị em luôn hả? Bé nhỏ bao nhiêu ký? Bonnie 16-35. 16 không có đâu. Chắc cái đó được á. Được không? Được á. Lấy em, tao lấy cho nó luôn đi. Lấy cái đây nha. Bé nó cao không à? Chủ yếu nó cao không à? Được hả? Ủa nhà ba đứa mình sao mua có hai đứa hả? Mua đứa nhỏ nữa. À bà nhỏ mới 10 kg hay sao á. Lấy cái đây luôn cho mẹ đi. Đó bỏ cho hai chị em nói gì. Mẹ khóc mẹ le nữa. Đây đâu. Bà chung một mì cho 4 cái luôn. Đứa 10 kg đúng không? Còn đứa kia 10 kg đúng không? Lấy hàng thể thao đi con, lấy hàng thể thao đi. Hả? Lấy cái bộ số không được, mấy bộ nào là bộ thể thao đi. Quan thể thao chưa? Bộ này luôn. Hàng Tina. Rồi sale luôn các chị ơi, 80-90. Đâu hàng tốt hết cho các chị nha. Em nhà em giờ như cái kho nha các chị ơi. Bây giờ em xả kho thu hồi vốn. Em kiếm tiền. Thi hoa hậu. Có một đứa nó kêu nghe, nó bày nghe đi thi hoa hậu. Trời ơi, chết rồi. Hàng Adidas các chị ơi. Đẹp lắm luôn ngố nè. Ủa
xã Bonny về quýnh lộn. Đâu có hai đứa mà, lấy hai đứa rồi. 16 với lại bao nhiêu? 35 rồi. Không quýnh lộn, đừng có xả gì tội. Tôi like nãy giờ nói khen tiếng dùng muốn xỉu nè. Rồi 80-90 các chị ơi. Sai đại cồ nha. 10 con đến 25 con, 26 đến 36 con. Rồi chị nào lấy chút nha, chất vải đẹp lắm luôn. Hàng của Tina cho em nha. Đó, Adidas nha. Con nhảy vô đi con. Con nhảy vô cho cô ơi. Lấy khác rồi lấy cái nào? Không thôi lấy bonnie cho bé 35kg đi, đẹp lắm. Vô con lấy cái mảng huyết thốt cho con. Còn cốm á, một cốm với đi chồng đó, một cốm với cam á. Còn có hai màu trắng đi. Rồi, bộ ví chai nha các chị ơi, bộ ví chai. Hàng của Đắc Kít nha các chị ơi, đẹp tuyệt vời luôn, hip hop, số hộp cho em nha. Nhí đại cô nha. 100, 120, 140. 100, 120, 140 cho em nha. Đẹp xỉu luôn các chị. Cốm nè, cốm pha cam. Trắng. Nhí đại cô nha các chị. Nhí không còn lấy nhí đi. Trắng luôn các chị ơi, đây nè, ẩn sâu nữa nè. Ẩn sâu là nó có mặt sâu luôn nha. Rồi trắng luôn các chị ơi. Dễ thương quá. 100, 120, 140 nha các chị. Rồi chị nào lấy trắng chút nha, trắng này. Trong 120, 140. Lên đầm mấy con, đầm bay hồng rồi. Đâm đi các chị ơi. Đó. Quá trời cưng nha. Một trăm mốt, một trăm hai cho em nha. Điên khen à. Đại cô các chị ơi, đại cô đâm hồng. Đó. Dễ thương chưa? Đâm hồng cho em nha. Chắc thì là cái lụa tơ nó rất là đẹp nha. Đó, đâm nha chị ơi. Trời ơi, 101, 120 luôn. Ai mà ôm. Size này 45kg đổ về. Cô của nó 45kg đổ về thôi. Nghe cho em nghe nha. Mỹ sao vậy? Món sáng đang lại mở. Ai bên kia vậy? Bộ trắng có size 45-7kg không có đó chị. Tặng em bộ trắng 47 có. 2X nè. XL nè. Còn bộ còn có 2 bộ XL. Trắng nè. Bộ trắng còn không? Còn 2 đại. À không, để nghe bỏ bonnie ra. Đây có nè.
còn nói cho cố vô chứ còn thiệt ra còn có hai đại hai cô ba nhí hai đại hai cô đây em đây đàn em ra lấy cái bộ mấy bộ hip hop vô bán đi con hàng cao cấp đi bộ này mà mang đôi giày đi chơi là hết sảy đó con mà vậy luôn ra lấy bonnie bỏ vô luôn không có chốt hồ chờ Khánh Thi nữa lấy hai bộ và bonnie bỏ đi nha con ok để lấy đi lấy hai cái bộ bonnie cho con bỏ trong bị nó hơi nhăn nhầu xíu thôi các chị ơi nhưng mà nó rất là đẹp nha dạ đúng rồi bằng size S như hôm bữa bằng hả bằng size S đó cái này bộ cô tông phun nó nhỏ hơn em bộ đó đẹp á được xuất sắc trời ơi rồi lấy bộ này 140 cho đàn An luôn xếp lại cho thẳng thốn nha con tôi nhau quá xếp cho thẳng thốn đi bỏ nếu mà không xếp thì bỏ cái bảng vô người yêu cũ nữa chứ hả bỏ người yêu cũ là mẫu gì vậy bức thư hồ que của con đâu bức thư tiếng con người yêu cũ là mẫu nào người yêu cũ là bộ trang da này đâu có đâu coi người yêu cũ nè người yêu cũ nè trời ơi đi xe 260 hay 460 vậy trời 260 không phải 46 đâu là 46 vui à, là 46 vui 46 đục rồi chết tấm trời ơi, đẹp quá Evelyn này tôi biết bộ màu trắng đó ở đâu rồi tôi mới phát hiện nè ở đâu màu trắng gì còn 3 bộ à nhớ luôn người yêu cũ tôi nói không sai mà người yêu cũ này tôi hộp nè đó đẹp chưa ủa màu trắng là bố mình không tìm ra được cái tập của nó bây giờ tôi đã thấy rồi hàng Evelyn nha em nó đẹp lắm luôn bây giờ em chị nghe bán cho em là size 45kg 47kg rồi lấy cái bộ này luôn chốt cho em nghe với giá 160 đi sale 160 nha còn 3 bộ này người yêu cũ còn 3 bộ 160 size cổ luôn size tới 60 cân nha rồi kem đẹp lắm luôn các chị ơi lấy bộ này mà hả các chị chê là em nghe xỉu luôn bây giờ đồ mà 35kg thì nghe có đùi thôi nghe có đùi thôi nha Liên Liên có lấy đùi thì nói nghe lên cho con gấp lại con gấp vậy đâu cũng bị nhăn à gấp lại rồi hả cam chị lại cam chứ nha cam rồi đỏ đỏ này là đỏ khác với hàng của Nina nha nó cũng chỉ cốc cồ thôi nó cũng chỉ cốc cồ thôi bốn mươi đến 65kg nha đỏ đi đẹp lắm đây nè ở sau nó như thế này nha bộ này chốt em nha 140 bằng một bộ đại đẹp chưa 140 nha các chị ơi rồi chị nào lấy đỏ 140 có đỏ thôi không có gì nữa nha cô Tâm chiến phẩm rồi một luôn trời ơi đẹp quá chừng luôn chị nào lấy đỏ chút nghe đỏ nha 40 đến 65kg đỏ be rửa
Chị nào lấy hàng gì? Đặng An em lấy nha, chị nói chị nghe lên luôn cho. Hả? Còn kim tư. À nghe tôi ơi, sale sắc nách 80 này, lấy bộ đỏ. Em lấy, có lấy gì chị nghe sale cho, Đặng An. Ú hú, chị nào đang xem like, chấm bài nha. Đỏ. Lại đó luôn. Nó còn dĩ nữa. 80 nha, sale luôn 80. Tự nhiên muốn khóc cái miệng. Thế đấy. Đằng sau nó mong 80 các chị ơi, đỏ Adidas đỏ này. Còn hai bộ này. Rồi đỏ, ủng hộ đỏ. Thôi ship nhanh chóng một chút đơn đi con. Đơn nhiều mà hàng hot cũng nhiều nữa. Sắp xỉu đúng không ạ? Đúng không? Đây là cái lậu làm biến như xỉu vậy. Trời ơi, thương quá à. Thì ship hàng xong rồi hãy chút đơn. Chút đơn bữa nay chút muộn được mà. Chỉ có thứ 7. 7 giờ nữa đây cũng còn làm. Mình đặt đi mà. Hồi bữa ông quên giấy xong hai tụi con rồi đi ra ông mất. Quên mất. Cảm ơn con. Chú làm việc lắm kìa. Chú mùi gì nhiều quá chú quên mất. Không thật em. Hôm bữa anh nha. À, cho em coi bộ cam mới. Thì cho em bộ cam. Đây bộ cam đi em. Bộ cam đẹp lắm. Nghe cam kết với em luôn. Ông có vợ cho con. Cậu lớn rồi không chứ cái cậu. Thì đấy, thì đấy. Không phải. Không bữa nha, cởi nghi. Ảnh tới lấy đồ. Đây, đây, đây em gái, đây em gái. Em ơi. À, cởi nghi mọi người nghe vô đây. Ảnh quay ảnh lấy đồ của Tư mà. Thường thường nhà của Tư mặc đồng bộ á. Bữa đó là cô Tư đi ăn sinh nhật. Nên là mặc một cái set. Để cho cô Tư quay lấy cái phiếu hàng. Ảnh hỏi chứ em lấy của... Mấy hôm lại quay ảnh kêu chị không à. Anh quay anh thấy anh nhận không đây anh kêu chưa à, cột tóc của cao lên gọn gàng đẹp gái có sưng môi nữa là xong anh chúc em đi em lấy ai em lấy phiếu của Trần Thị Nga phải chị nghe anh chăm như hai viên hồng em à thôi phải không phải không phải mà sao không tại vì người ta mà kêu không phải ủa sao ở đây sao trẻ dữ ủa trẻ hôm bữa cái kho nó cũng nằm ngay đường phía Nhân Hồng mà chứ không phải là đường Lê Dũng đâu. Rồi ổng còn làm chữ chết dùng còn làm chưa chết. Chắc ai biết ổng ăn đúng. Chắc ổng không coi đâu hả? Nói chứ không coi đâu hả? Cái tay nó biền luôn. Trời, mà không nghe nói thiệt ở luôn á. Ở ngoài ở trên live anh thấy nghe về nha, ở ngoài nghe trẻ hơn xanh live nha, nên đồ nghe cũng vậy, nó đẹp hơn so với trên live rất là nhiều. Mặc quần sợ gì đồ một sự so sánh không hề gì không đó là rõ ràng chứ. Nhiều khách của nghe nói là trên đồ trên live nghe không có bắt mắt, nói thiệt là đúng là không bắt mắt, nhưng yên tâm khi nhận hàng sẽ rất làm hài lòng cho các chị luôn đó. Đó là điều nghe mong muốn chứ không phải là trên live ảo diệu đẹp thiệt đẹp gì nhận hàng thất vọng đâu. Không, đây là chàng chề nhé. Lấy em nè. Rồi cảm ơn Đặng An nè. Trời ơi, giờ còn có mình Đặng An không á? Thấy mình Đặng An không đó? Ủa? Cái bộ này sao? Màu tám. Lấy cái bộ này đẹp lắm, phải lấy rộng rãi cho Đặng An. Nếu mà có rộng thì Tết mặc cũng được. Không, bộ này đẹp mà. Đặng An 100, còn hai bộ thôi em nghe, còn hai bộ thôi. Bộ 45kg với bộ là khoảng tầm 58kg, 58-60kg. Còn hai bộ thôi. Giờ lái chốt nghe, hôm bữa nghe. Chị nào mà mua 200-220 thông cảm nha, bây giờ thiếu kiệt tiền quá. Bộ trắng bé gái hôm bữa gửi nhỏ quá chị. Bộ trắng hả? Bộ trắng. Áo, 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 áo.
cái đầm màu trắng 65 ngàn. Cái đầm màu trắng 65 ngàn, chụp mẫu gửi qua nghe đổi sai chưa, kèm đơn gửi về luôn nha. Tặng An được nghe xử lý cho đồ của nghe mà mặt người chặt là nghe không chịu đâu, thử lại nghe gửi đơn cho, chụp lại nghe gửi kèm cái đơn này luôn rồi gửi ra kèm đơn đó gửi về cái đầm đã cho nghe nha thằng An. 100 164 106 chứ ghi 204 khách nên chỗ chị Đặng An mà gọi một cái là phải le hai đứa bay. Chúng ta là lũ nha, gửi mẫu cho nghe nha Đặng An. À, chụp mẫu đó cái số máy luôn, chụp cái số sai luôn để nghe biết lái sai lớn hơn, bỏ vô cái đơn này đi luôn rồi khi mà trả về á kèm đơn gửi về cho nghe luôn. Ok chưa? Còn không thâu đeo bưu điện gửi cho nghe, trả giờ nghe chịu từng cước cho, không sao hết á. Tại giữ khách mà, 17 ngàn là nghe chịu hết á. À, không, đặt em hình như 20 mấy ngàn rồi. 28 ngàn. 28 ngàn hả? Thôi trời ơi, gửi đâu gửi cho. Thì đúng rồi. Không sao đâu, để khách gửi về mà y chính là sao đâu. Dạ rồi, cảm ơn đặt em nha. Rồi, mình nghỉ nha, đặt em có lấy gì không nghe like thêm cho. Chị nào còn trên like nói nghe nghe like cho nha. Màu trắng, chị nhớ là màu trắng có hỏi cái màu đi không? Dây. Dây mà có loại hình hoa mai. Kem đó có hai màu, màu trắng và màu vàng đó. Ở trong chỗ đây nè. Vậy hả? Màu trắng với màu vàng. Hai màu, cái dây mà bằng 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 bằng. Để xét mắt thôi. Vậy thôi chúc đơn thôi con, bye bye mọi người. Tặng An có lấy gì thêm không? Chị nghe lên thêm cho. Còn không thì nghe offline nha, offline chúc đơn. Bé nó kêu là làm không kịp. Rồi cảm ơn mọi người ủng hộ nha, hẹn mọi người tối nay tiếp tục xả kho nha. Xả kho hết tuần này luôn, bán rẻ hết luôn. Lên các chị đừng có bỏ qua like nào hết nha. Cảm ơn theo dõi nha. À, xả đồ đông luôn, xả đồ đông luôn. Bây giờ chuẩn bị qua thu rồi, nghe sạch sẽ cho các chị bộ đồ mà gọi là mặc ngủ.